มาไปเลยกูกับมันไปเลยผมจบด้วยไปเลยมาไปเลยด่านที่ไหนนะแน่ๆเดี๋ยวใช่ไหมก็ไปมาดูมาเลยมีซีโมดได้เยอะยาวกว่าเออเอ็งชี้แค่เนี่ยหมดเลยนะยาวนะโดนเลยอ่ะมึงเอาจริงๆมาดิจ๋าไอ้โซ่ไอ้เดโน่อยู่ตรงไหนไอ้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 没没没嘛，我因为这样，我就出门了，就因为没人，没人社交，少跟人家说话的话题啊，不跟人家聊天，那嘛那没啥。แล้วคนก็เลยจูงนะไรวะมันไรจูงมวลนะคือกูอ่ะไอ้ตีนี้ไหนนะถึงจะน้อยอะกูฮักมาไหนอะกูบานั้นจะเตียนทุกคนไม่ใช่เลยนะนี่แหละจะเตียนมัดจะสุดร้อยในคนที่ทำให้กูละแต่ละแง่คนฮักหมดทั้งคนเนาะcao muốn quan họ đối nữa cháu mà muốn cháu cháu muốn lấy vợ nơi chú à cú đức phải là con ác tặc phải làm được kể cả ác chứ nào bắt nào bắt đấy bây giờ chưa bắt là bây giờ là cũng không nhớ bây giờ như này cơm thì chú ăn rồi rượu thì vừa lấy qua bảo quay lại nhưng mà vừa rồi hát tặc được hai bài hát rồi ui cảnh hát quá này em cười đấy, ta phải thưởng chứ. Thưởng cho chú nhỉ? Tặng hoa bao nhiêu? Tặng hoa bao nhiêu đâu phải chơi cả chú của. Nhưng mà chú mới tặng hoa rượu cũng đâu. Không, nhưng mà thưởng cho chú. Nó là tặng hoa kiểu ngoanh muốn ạ. Ngoanh muốn ạ. Ừ, chú ơi. Tặng hoa nhưng mà bây giờ chú hát chứ phải cụ hoa hát đâu ạ. Chú hát chứ không phải ai hát là tặng hoa. Chú hát chứ chúng ta tặng. Chứ con là ai hát tặng hoa. Chú tặng cô nhưng mà chúng cháu tặng hoa cho cụ cho chú. Nhưng mà không. Chú hát thì tặng cụ, cháu thì hát tặng hoa cho chú. Không nhưng mà chú hát thì cháu tặng hoa cho chú. Nhưng mà cháu hát hai bài thì cháu tặng cụ được. Chú ơi, các bạn hát hai thì cháu ối chú lắm. Không phải đâu, anh nhầm rồi. Đấy là chị là. À vâng. Đấy, thấy không? Cái cụ áo kìa, cụ áo kìa. Ai kì kì ôi trời ơi. Nếu mà như thế nha, con này hát tặng cụ bài khác nữa. Nếu chú bán đưa ra cái đấy, con tặng cụ trên bài nữa. Đây, con luôn. Con luôn. Ôi, cụ nhá. Anh mà chưa bảo con luôn. Được rồi, cụ nhá. Ôi, tâm ra. Không mừng rồi. Đấy, này, 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 chú bán bài nữa. Hôm nay mình hát để cụ kiếm tiền nhá. Rồi. Hôm nay rất là xin chúc mừng. Hôm nay quay luôn đẹp rồi nhá. Tặng với một ca khúc để cho sẽ thưởng thức một ca khúc kỷ niệm của chúng mình. Xin được gặp trong buổi chương ngày hôm nay. Xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị.
chú các cháu có lì xì cái vụ như thế này anh đây video ấy thì là cô rất là cảm ơn. Thế nhưng mà chúng ta hôm này là hai chị em sẽ tặng cái vụ để các cháu đã có lì xì. Thế còn là cái video bây giờ vứt không tính tiền lươn kia bỏ qua chỉ là lươn qua luôn trước câu này bơm không không có người đấy cứ thích cái kỷ nghề xưa có xá gì đâu nhìn áo anh đi hết mà phải cướp mới cho chúng nó đi ngủ ngay thôi tay nó đẹp đẹp mà chân nhang đi
trong sâm mê bóng mẹ bị sâm mê thầy trời ôi thầy thương quá thầy ôi thầy thương quá thầy đừng nha chín mươi tuổi này thầy cũng bù mẹ cùng cạnh con ba cánh liền luôn rồi mở ba cánh đầy luôn đấy rồi đưa vào 90 nhưng mà mẹ này cụ thể con ba cánh liền luôn đấy cụ 95 tuổi đấy thế thì năm nay phải không thầy luôn đấy năm nay cụ nha năm nay cực kỳ được tuổi mà cụ lại gặp con gái hát bài nào cụ uống một chén ở đấy thế mới gọi là sung mẹ ta không có em đi đào nó đi mê hay nó quay tao đổi đầu rồi à. Rất là người nhá của thầy nhá quá hay tuyệt vời rồi. Các anh này ở tầm thấp thôi, không được nghe đâu, không bao giờ được nghe nhá, nói thế cho nên nữa. Chỉ có tôi với lại bản biết được thôi, còn các anh thì không được nghe. Các anh thì biết là anh ơi, con uống hết rồi, con hết rồi, con hết rồi. Thôi nếu cụ không uống được thì để con, cụ uống để con anh, để con uống được. Không, không uống được. Không cho đâu. Không cho đâu. Anh ơi, anh em ngồi đây tế mà mẹ ta không có em đi nào nón mê hãy nón quay nào đổi đầu dối xem dối xem tay tì tay tì hoa đầu của anh rồi xem tay đi tay đi bao hay hay không 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 một lòng thờ mẹ kính cha, cha sản chí hiếu mới là đạo quân. Các đứa con xin gửi tới người chồng người cha rồi thế nhưng mà hôm nay thề các ngày thường cũng khi là bỏ bà ông trưởng khó thế nhưng mà hôm nay cháu Minh Tuấn mời cụ uống rượu và uống ba chén rồi thề luôn năm nay là cụ thọ còn thọ nữa đấy chứ bây giờ kiểu gì thì kiểu năm nay chín mươi rồi tháng năm thì lại cả cái tháng năm này đấy tháng năm này năm nay chín mươi rồi ở trên này một thọ là cuối nào 95 rồi 80 80 là 90 này năm nay tức là tháng năm là 95 85 90 95 tức là năm thế là cụ năm nay là trên năm 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 rồi năm 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 rồi năm 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 rồi năm năm trên con là phú thọ là năm năm mừng thọ một lần năm năm mừng 80 rồi bảy mươi bảy năm 80 85 90 95 100 Không có tiền không? Không. Không à?
có có hai trăm tháng rồi tôi thắng cùng không là bây giờ là mấy khác có cái tuổi mà người đang sói là khác à 70 là trên con này nó là người nó con 70 nó khác thế thì đây là 200 tháng đây 70 là 200 tháng 70 là 200 70 là 200 chúng con đúng không? Biết đâu là tiền quả đâu? Mày bắt mấy là tiền khác. Nó liên quan đến vấn đề vững linh, không có linh được. Thứ nhất là cụ đã lính của cái lương là có. Tháng này 300 mấy? Nó không liên quan đến cái lương được. Có mai là không ai mới được. Rồi. Thôi ra thì nó được. Có khi là cả nhà mình nghe được phải gái không? Thôi. 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 Đây còn cần phải rửa thôi chứ. Chạm cơ nhận về là sao để bốn cái chén trên cái tôi xin thủ của tôi nhé, riêng hôm nay có mặt tôi đây nhé. Cụ bố phải bốn chén của tôi. Nói đi. Không được anh, chứ ngon được cái thỉa bốn chén ơi. Bốn chén này, bốn chén không có được ạ. Tôi nói thẳng luôn là riêng hôm nay không hết đâu. Các cháu chưa chắc đã mời được cụ uống rượu, nhưng mà riêng tôi mời được. Nhưng mà cụ uống rượu. Các cháu thì mời. Cụ này để yên để gọi đấy. Chắc là các cháu mời đang ngồi nhé. Không có được. Ơi, rồi. Nhiều lúc cơ cụ bảo là tặng là lòng ơi lính ơi mang đi người con người là người đau mê ơi cùng ta mỗi sao là sao trên trời là chúng tôi hoa người làm mỹ lành phú đi tình giả đôi người ơi là chữ em có hại đâu vì người làm mỹ lành phú đi tình giả đôi người trong nhà anh này nhà anh bà dân này thu hoạch anh ấy đi sang nhà anh để cá cổ anh em hát thì mình đi bố mẹ nhau thế nữa thì bây giờ chưa bộ chỉ biết câu trả câu còn đối với người khác thì chú biết nhưng mà chú cũng không muốn uống nhiều thế nhưng mà cụ là xúc phạm đấy bởi vì là cái lời hát tiếng ca xúc phạm lời hát tiếng ca của chú là đúng rồi lời hát tiếng ca tiếng nói được lời hát tiếng ca của chú chạm đến cái vấn đề của tình yêu của chú à chạm đến cái tình yêu của chú thì mà mình nói đơn giản là cái tình yêu không có lắm mà tình yêu nó chạm đến rồi thì nó rất là khó khăn Thôi rồi, thế thì xong cái này thì bây giờ chị mày cùng làm nước ổng nước này. Có con uống nước đó hả? Mắt tôi rồi. Thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Nói nghỉ hết rồi. Chú ra làm nghỉ hết rồi. Còn chị mày là bố làm nghỉ hết rồi. Bạn là bố đi gọi. Đây uống nước đấy. Uống nước thôi. Tí ra em có hát chứ. Đã nghỉ rồi. Bây giờ nước cho hát thôi. Nghe được, nghe được. Thế cơ mà. Anh cho cùng ngồi với cả anh. Anh ạ.